trở về sau chuyến đi du lịch ở pháp vì là người học môn tiếng pháp rất giỏi nên điều đầu tiên các bạn cùng lớp hỏi thăm gần là ở bên ấy cậu có bị lúng túng với vốn tiếng pháp của mình không ồ tối thì không hề nhưng người pháp thì lúng túng lắm <cười> <cười> <cười>